Xin mến chào quý vị và các bạn đến với bản tin giá tiêu hôm nay, ngày 17 tháng 12 năm 2021. Được phát trên kênh ZQYS. Lời đầu tiên về bản tin giá tiêu, ngày 17 tháng 12 năm 2021 hôm nay. ZQYS muốn gửi cho quý vị và các bạn cùng tham khảo một số tin tức đáng chú ý liên quan đến giá tiêu ngày hôm nay như sau. Thị trường hồ tiêu trong nước giảm mạnh, trong khi giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của nước ta vẫn giữ ổn định. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, giá tiêu hiện ở mức 80.000 đồng 1 kg cho đến 83.500 đồng 1 kg, trong khi đầu năm 2021 giá chỉ khoảng 50.000 đồng 1 kg. Theo nhiều người dân trồng hồ tiêu trên địa bàn tỉnh, mức giá tiêu như trên hiện đã cao hơn giá thành sản xuất. Người dân đã có lời nhưng tăng không nhiều so với các năm tiêu ở mức cao, từ 150.000 đồng cho đến 200.000 đồng 1 kg. Mấy năm qua, giá hồ tiêu đã xuống thấp, khiến người trồng tiêu tại Lâm Đồng gặp nhiều khó khăn. Nhiều hộ dân đã quyết định dừng mở rộng diện tích, một số phá bỏ và số còn lại chỉ tập trung thâm canh trên diện tích tiêu hiện hữu. Thị trường hồ tiêu tháng cuối năm 2021 được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh do bên thu mua hàng trong đợt giảm giá tháng 11 sẽ bán mạnh ra thị trường. Trong 11 tháng năm 2021, xuất khẩu hồ tiêu giảm 6,7% về lượng so với năm ngoái, đạt 247.000 tấn. Nhưng nhờ giá xuất khẩu bình quân tăng 54,4% nên trị giá xuất khẩu vẫn tăng 44%, đạt 868 triệu đô la Mỹ. Các chuyên gia đánh giá, thị trường đang lặp lại những đợt giảm giá của tháng 11 năm 2021 với những tác động tương tự. Khi mà giá giảm, không đơn giản bởi yếu tố cung cầu, minh chứng rằng giá bán xuất khẩu của hồ tiêu không hạ từ đầu tháng 11 năm 2021 đến nay. Việt Nam hiện vươn lên là nước sản xuất hồ tiêu lớn nhất thế giới với 40% sản lượng, xuất khẩu sang 110 quốc gia. Năm 2020, mặc dù dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất khẩu, nhưng xuất khẩu hồ tiêu vẫn ổn định, sản lượng đạt 285.000 tấn và giá tăng dần. Năm nay, dự đoán xuất khẩu tiêu giảm xuống còn khoảng 265.000 tấn. Ngành hồ tiêu trong nước đang nỗ lực tìm hướng phát triển bền vững bằng cách khuyến khích sản xuất theo hướng hữu cơ. Nguồn cung dồi dào và chất lượng khiến Việt Nam còn là địa điểm lý tưởng để cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài mở nhà máy chế biến sâu gia vị, trong đó có hồ tiêu. Theo như báo cáo giá tiêu của các tỉnh thành gửi lên cho biết, giá thu mua hồ tiêu trên cả nước ngày hôm nay quay đầu giảm mạnh từ 2.000 đồng 1 kg cho đến 3.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua và đang giao dịch ở mức 80.000 đồng 1 kg cho đến 83.500 đồng 1 kg. Cụ thể về bảng giá thu mua hồ tiêu trên toàn quốc ngày hôm nay như sau. Tại tỉnh Đắk Lắk, thu mua với giá 81.500 đồng 1 kg, ghi nhận giảm mạnh 2.500 đồng 1 kg so với đầu tuần này. Còn về tỉnh Gia Lai, giá thu mua ngày hôm nay neo tại mức 80.500 đồng 1 kg, cũng ghi nhận giảm 2.000 đồng 1 kg so với đầu tuần này. Đối với tỉnh Đắk Nông, được ghi nhận ở mức 81.500 đồng 1 kg, ghi nhận giảm 2.500 đồng 1 kg so với đầu tuần này. Còn về giá thu mua hạt tiêu tại Bà Rịa Vũng Tàu ngày hôm nay, được ghi nhận là 83.500 đồng 1 kg, ghi nhận giảm mạnh 3.000 đồng 1 kg so với đầu tuần nay. Với mức giá này, thì Bà Rịa Vũng Tàu vẫn là tỉnh dẫn đầu giá thu mua hạt tiêu cao nhất của cả nước hiện nay. Bên cạnh đó, Bình Phước đang tiếp tục ổn định với giá thu mua hạt tiêu hiện nay là 82.500 đồng 1 kg, cũng ghi nhận giảm mạnh 3.000 đồng 1 kg so với đầu tuần này. Cuối cùng là tỉnh Đồng Nai, tiếp tục giữ giá thu mua thấp nhất của cả nước là 80.000 đồng 1 kg, quay đầu giảm 2.000 đồng 1 kg nếu đem so với đầu tuần này. Còn về hồ tiêu Việt Nam, theo Cục Xuất nhập khẩu, sau khi tăng mạnh và ghi nhận mức cao kỷ lục, giá hạt tiêu đen và trắng tại thị trường nội địa giữa tháng 11 giảm lần lượt 4.000 đồng 1 kg và 3.500 đồng 1 kg so với cuối tháng 10, xuống còn 85.500 đồng 1 kg đối với hạt tiêu đen và 127.500 đồng 1 kg đối với giá hạt tiêu trắng. Giá hạt tiêu tại thị trường nội địa giảm là do nhu cầu thu mua chậm lại trong bối cảnh Trung Quốc đang siết chặt phong tỏa, nên lượng mua hàng từ Trung Quốc không cao như dự kiến. Đồng thời, việc thu mua chậm lại do tình trạng tắc nghẽn ở các cảng Mỹ khiến lượng hàng hóa không được lưu thông thuận tiện, dẫn đến doanh nghiệp giao hàng cầm chừng. Cục Xuất nhập khẩu dự báo, giá hạt tiêu có khả năng sẽ tăng trở lại sau khi giới đầu cơ ngưng bán hàng ra và các đại lý cũng bán hàng cầm chừng. Đồng thời, giá hạt tiêu thế giới có thể tiếp tục xu hướng tăng do nhu cầu dịp cuối năm tăng. Hiệp hội Thương mại Hạt tiêu và Gia vị Ấn Độ IPSTA đang lên kế hoạch
triển khai giao dịch hạt tiêu đen, giao ngay trên nền tảng điện tử của mình, giúp tập hợp nông dân và thương nhân để xác định giá cả hàng hóa tốt hơn. Ngoài ra, Hiệp hội cũng đang thảo luận với Hội đồng Gia vị Ấn Độ để đảm nhận vai trò là cơ quan quản lý giao ngay điện tử. Sau những thành công trong việc đưa ra cơ chế xác định giá hạt tiêu đen, kỳ hạn toàn cầu trong khoảng 6 thập kỷ. Theo chuyên gia tư vấn, giá hồ tiêu quay đầu giảm trong nửa đầu tháng 11 do chịu tác động bởi một số yếu tố như một công ty lớn trong nước đã cố gắng thúc đẩy thị trường bằng cách bán giá thấp hơn thị trường, nhưng ngay lập tức mua với số lượng lớn hơn thông qua các đại lý, thương nhân khác nhau, bán giá rẻ hơn thị trường với số lượng ít nhưng mua vào số lượng lớn hơn. Điều này đã gây đợt điều chỉnh giảm giá trên thị trường hồ tiêu. Bên cạnh đó là làn sóng xả hàng chốt lời của giới đầu cơ trong nước. Điều này cũng khiến lượng hàng tồn kho trong năm 2021 trở nên ít hơn. Lượng xuất khẩu tháng 11 và tháng 12 dự kiến khoảng 25.000 tấn cho đến 30.000 tấn. Nguồn tài chính eo hẹp, trong khi nông dân, các đại lý, giới đầu cơ cần tiền để tập trung cho vụ cà phê đang vào chính vụ. Ưu tiên của các đại lý hiện nay là kinh doanh cà phê khi thị trường hấp dẫn. Các nhà sản xuất, xuất khẩu cũng bán hàng tồn kho để giảm vốn tạm thời khi mà dòng tiền xuất khẩu quay vòng chậm do tắc nghẽn và vận chuyển hàng hóa lâu hơn bình thường. Mặc dù đã hạ nhiệt trong tháng 11, nhưng giá tiêu nội địa vẫn đang cao hơn 55% cho đến 57%, tương ứng giảm 30.000 đồng 1 kg so với đầu năm nay. Trong bối cảnh nguồn cung không còn nhiều và nhu cầu vẫn ở mức cao, giá tiêu được kỳ vọng giảm trở lại trong tháng 12 khi dòng tiền xuất khẩu quay vòng. Từ đầu năm đến nay, do nguồn cung sụt giảm, nên xuất khẩu của các nước sản xuất chủ chốt trên thế giới đều thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng bù lại, giá giảm cao đã mang đến hy vọng hồi sinh cho ngành hồ tiêu thế giới sau nhiều năm suy giảm do dư thừa nguồn cung. Hiện, vẫn chưa có dự báo chính thức nào về sản lượng hồ tiêu của Việt Nam trong vụ thu hoạch sắp tới, nhưng những tín hiệu của thị trường cho thấy sản lượng sẽ không cao hơn năm 2021. Do thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến năng suất, còn tại Indonesia, một số nguồn tin không chính thức cho rằng sản lượng hồ tiêu của nước này có thể giảm ít nhất 30% trong vụ mùa năm sau. Trong khi đó, những người trồng tiêu tại bang Karnataka, Ấn Độ, đang lo lắng về sự sụt giảm sản lượng trong năm nay do mưa nhiều ở một số khu vực, có thể khiến sản lượng không bằng 50% so với vụ trước. Cùng với những yếu tố kể trên, chi phí sản xuất giảm cao, nhất là phân bón, xăng dầu, giá cước vận chuyển, theo dự kiến, cũng sẽ tác động lên giá hồ tiêu trong thời gian tới. Như vậy, có thể thấy nguồn cung không còn nhiều, dù Việt Nam ra giảm nhập khẩu tiêu từ các nước, nhưng cũng chỉ chiếm 10% so với xuất khẩu. Qua đó cũng thấy, nguồn hàng xuất khẩu của các nước cũng không còn nhiều, điều này sẽ tiếp tục đẩy giá tiêu giảm đến cuối năm. Bên cạnh đó, giá xuất khẩu của Việt Nam giảm nhanh và mạnh trong các tháng đầu năm nay, khiến cho một số nước có xu hướng chuyển sang nhập khẩu hạt tiêu từ Brazil. Trong thời gian này, các thị trường giảm nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam bao gồm Hà Lan, Pháp và Nhật Bản. Bên cạnh đó, tốc độ nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ từ Việt Nam giảm thấp hơn nhiều so với mức giảm trưởng chung. Bù lại, ngành hạt tiêu Việt Nam cũng đã khai thác tốt các thị trường Đức, Nga, Anh, Hàn Quốc và Trung Quốc. Nhu cầu nhập khẩu hạt tiêu của Trung Quốc được dự báo sẽ giảm mạnh vào dịp cuối năm. Điều này sẽ tác động tích cực lên giá hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh nguồn cung nội địa gần như đã cạn kiệt và nhiều khả năng lượng hàng đầu cơ từ những năm trước sẽ được bán ra. Rick Hill White, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin giá tiêu ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và nhấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật giá tiêu mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe và bình an. Mến chào và hẹn gặp lại!